Ngoài việc chúng ta phải biết rèn luyện cái thói quen nào như video trước mình nói, thì chúng ta phải biết những thói quen nào đang ăn dần ăn mòn cuộc đời của chính mình để chúng ta từ bỏ đi, để chúng ta thay thế thói quen tốt đi. Và sau đây là mình tổng hợp chia sẻ lại các bạn những cái thói quen mà đang ăn dần ăn mòn cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta đang chết dần chết mòn mà chúng ta không biết. Cái thói quen hủy hoại đầu tiên cuộc đời chúng ta đó chính là chúng ta không biết bản thân mình muốn gì, cần gì, phải đi như thế nào. Chúng ta như một con thuyền lênh đênh giữa biển, không biết đi đâu về đâu. Và chúng ta có thể là tìm hiểu về năm châu bốn biển, theo dõi những người nghệ sĩ, những thần tượng ngôi sao trên mạng và hiểu cuộc sống của họ hơn là họ hiểu cuộc sống của chính họ. Và chúng ta hướng ra bên ngoài quá nhiều, chúng ta không thể tập trung vào mình và không thể biết mình muốn gì, cần gì và cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Đây là điều rất nhiều người hay mắc phải. Chúng ta quá tập trung vào người khác, tìm hiểu về họ, cuộc sống của họ. Chúng ta tìm kiếm những kiến thức nào là năm châu bốn biển, nào là sao kim sao hỏa, vũ trụ thiên hà. Chúng ta quá hiểu biết bên ngoài, nhưng sâu bên trong mình, quay lại chính mình, chúng ta lại không có gì cả. Khi nào bạn biết quay lại chính mình, tìm hiểu về chính mình, về cuộc đời của mình, mục tiêu, mục đích cuộc đời mình, lúc đó bạn sẽ thực sự là sống. Thói quen thứ hai hủy hoại cuộc đời chúng ta đó chính là chúng ta làm một việc, theo đuổi một mục tiêu không dứt khoát, dứt điểm. Chúng ta thường xuyên làm như vậy và lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Chúng ta làm việc gì cũng hời hợt, dở dang và không hoàn thành bất kỳ trọn vẹn một công việc nào, một mục tiêu nào cho nên hồn. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nó không được trọn vẹn, nó cứ dở dở ương ương, dở dang. Thế nên chúng ta phải xác định khi làm một công việc gì, một mục tiêu gì, chúng ta phải chinh phục nó đến cùng. Nếu nó không phù hợp những điều kiện, thỏa mãn điều kiện chúng ta bỏ ra thì chúng ta mới từ bỏ. Còn không, chúng ta phải theo đuổi nó đến cùng. Chinh phục mục tiêu đến cùng, làm việc, làm một việc đến cùng. Đến khi hoàn thành thì thôi. Và cái thói quen này nó sẽ ăn sâu cuộc sống của bạn. Khi bạn hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào, một công việc nào rất là nghiêm túc và hoàn thành nó một cách xuất sắc, thì cuộc sống của bạn dần dần nó trở nên rất là ưu tú, rất là tốt đẹp. Cái thói quen thứ ba đang hủy hoại rất nhiều giới trẻ hiện nay đó chính là chúng ta suy nghĩ lan man, linh tinh quá nhiều. Và chúng ta cứ cầm điện thoại là chúng ta suy nghĩ, đúng không ạ? Chúng ta cứ lên giường cầm điện thoại là suy nghĩ, toàn suy nghĩ trên giường, không hành động gì cả. Và chúng ta toàn suy nghĩ mông lung viển vông ở đâu cả. Nó không vào mục tiêu, không vào cuộc sống, không vào sự nghiệp của chúng ta. Suy nghĩ nhiều, đâm ra lo sợ nhiều. Lo sợ nhiều đâm ra là trì hoãn, không làm việc gì cả, lười biếng. Và mọi thứ dậm chân tại chỗ. Vấn đề không phải là suy nghĩ mà bạn đang suy nghĩ vấn đề gì. Bạn phải biết tập trung suy nghĩ của mình vào đâu. Và công việc của mình, mục tiêu của mình và giải pháp giải quyết vấn đề. Thì lúc đó cuộc sống của bạn sẽ khác. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ mông lung hết vấn đề này, vấn đề khác, nó không ảnh hưởng gì, không liên quan gì cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ở đây chúng ta lo về châu Mỹ, chúng ta lo về vũ trụ, đúng không ạ? Chúng ta lo về cái cây của người khác, con chim người khác, con vật người khác nó bị làm sao. Và chúng ta lo sợ những cái thứ mà nó chưa xảy ra, những thứ không đâu cả. Nó ám thị vào đầu chúng ta. Hãy buông bỏ những thứ không cần thiết. Hãy tập trung nghĩ về mục tiêu cuộc đời của bạn, nghĩ về công việc giải pháp hiện tại của bạn, nghĩ về những người bên cạnh bạn để làm cho họ hạnh phúc hơn. Thói quen thứ tư mà chúng ta hiện nay gặp phải đó chính là chúng ta không chịu đựng được sự cô đơn một mình. Vâng. Nếu bạn muốn rèn luyện cái nội lực, cái nghị lực của mình mạnh hơn người khác, bạn phải chịu đựng được sự cô đơn một mình. Chứ không chúng ta suốt ngày chúng ta bám víu vào người khác, bám víu thế giới bên ngoài, chúng ta hướng bên ngoài quá nhiều. Chúng ta không dằn mình ở một mình, đôi khi ở một mình với một cây bút, một cuốn sổ, không điện thoại, không ai khác. Và chúng ta sẽ suy tư về kế hoạch, mục tiêu của mình, viết về cái cuộc đời mình. Ít nhất một tuần bạn phải có 30 phút hoặc một tiếng bạn cùng với một cuốn sổ, đúng không ạ? Bạn cùng với một quyển sách, một cái bút, không điện thoại, không ai khác. Hãy suy nghĩ về cuộc đời, mục tiêu của mình. Và điều này mà là điều người thành công rất hay làm. Mỗi ngày họ dành khoảng 10, 15, 20 phút ít nhất để họ viết về, họ nghĩ về cái mục tiêu, hình dung về cuộc đời của mình, những cái gì mình mong muốn đạt được.
Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, xuất chúng, giỏi giang, bạn phải biết tự kỷ luật, tự suy nghĩ và có thể là tự ở một mình được. Thói quen thứ 5 hủy hoại chúng ta đó là chúng ta chôn chân tại chỗ mình với những công việc mình không yêu thích, không giúp mình phát triển bất kỳ điều gì cả. Những công việc cực kỳ nhàm chán lặp đi lặp lại hàng ngày, kiếm được 3 đồng 3 cọc, không giúp mình phát triển về tư duy, không giúp mình phát triển về kỹ năng quan hệ hoặc là có tương lai gì cả. Nó vô cùng là nhàm chán, cuộc đời trôi qua ngày rất là nhàm chán. Có thể thời gian ngắn không có sự lựa chọn, bạn bắt buộc phải làm công việc đó. Nhưng chúng ta phải có một kế hoạch lâu dài, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm. Chúng ta phải có cái sự biến chuyển trong công việc của mình, có biến chuyển trong cái sự học tập, phát triển bản thân mình. Để thay đổi công việc, trước hết chúng ta phải thay đổi cái tư duy, cách nghĩ của mình đã. Không thể làm mãi một công việc nhàm chán không giúp mình phát triển như vậy được. Không phù hợp với tiêu chí mình đặt ra, điều kiện mình đặt ra, đổi luôn. Thói quen thứ 6 mà thói quen người trẻ chúng ta là ai cũng mắc phải, đó chính là chúng ta từng lãng phí thời gian một cách rất là vô ích, vô nghĩa. Và chúng ta bị chi phối bởi những cái suy nghĩ rất là tiêu cực và trì hoãn rất là nhiều. Và chúng ta lãng phí thời gian, chúng ta không làm được gì cả. Không hành động, không làm ngay một việc ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta gì cả. Và nếu chúng ta ý thức được việc này, chúng ta sẽ dành thời gian của mình khi còn trẻ chúng ta luôn luôn để học tập, phát triển về cái học vấn của mình, về kiến thức, về kỹ năng của mình, để chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình. Sau này khi về già, khi đau ốm bệnh tật rồi, chúng ta mới quay lại, chúng ta mới hối tiếc quãng thời gian mình trễ nải, mình bỏ lãng phí đi, mình không tập trung vào làm bất cứ việc gì mình thích hoặc là nỗ lực bất kỳ điều gì là mình muốn trong cuộc đời cả. Lúc đó bạn mới thực sự là ân hận. Thói quen thứ 7 hủy hoại chúng ta đó chính là chúng ta không dám bước đi bước đầu tiên. Và chúng ta luôn trong cái vòng tròn an toàn của mình, chúng ta không dám bứt phá ra tìm hiểu cái mới, tìm tòi cái mới để ta phát triển. Chúng ta càng trong vòng an toàn thì chúng ta càng nguy hiểm. Cuộc đời ở đây là nếu muốn an toàn, chúng ta phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn tìm kiếm điều mới mẻ để học hỏi phát triển không ngừng thì chúng ta mới an toàn được. Còn nếu bạn nghĩ rằng đây là vòng tròn an toàn của mình, bạn thực sự là sai lầm. Bởi vì cuộc đời là vô thường, mọi thứ luôn biến đổi, luôn tiến hóa. Chúng ta không thể nào đứng một chỗ mà chúng ta an toàn được. Hãy biến cuộc đời mình phong phú hơn, đúng không ạ? Hãy biến cuộc đời mình nó trải nghiệm hơn, nó mạo hiểm hơn một chút, để chúng ta tìm kiếm, tìm tòi cái mới, nâng cao bản thân mình. Thì chúng ta luôn luôn theo đuổi cái nhịp sống của xã hội, lúc đó chúng ta mới an toàn được. Nếu ta dậm chân tại chỗ thì không bao giờ thể an toàn được. Chắc chắn là điều như vậy. Càng tìm kiếm sự an toàn càng nguy hiểm. Thói quen số 8 là chúng ta hay đổi lỗi, ngụy biện, luôn trốn tránh mọi vấn đề. Đây là một điều làm chúng ta luôn luôn yếu đuối, luôn luôn thụt lùi, hèn nhát trước cuộc sống, trước mọi vấn đề cuộc sống. Chúng ta không dám đối mặt. Và khi làm bất cứ một việc gì nó không thành công, không đạt được, thì chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác, đổi lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho mọi vấn đề khác. Chúng ta không dám nhận trách nhiệm về mình để chúng ta hoàn thành tốt hơn. Một người có lòng tự trọng thì họ biết nhận về sai sót của mình để mình sửa mình, để mình hoàn thiện mình nhiều hơn, để mình có thể phát triển hơn. Chứ không phải là việc đổ lỗi cho tránh vấn đề cho người khác. Và điều này chỉ giúp bạn sống thụt lùi đi hơn thôi, kém cỏi hơn, hèn nhát hơn thôi. Thói quen thứ 9 khiến chúng ta luôn bị kìm hãm đó chính là chúng ta hay nghĩ về quá khứ và bị chôn chân bởi quá khứ, không thể phát triển được. Kể cả trong quá khứ bạn đau khổ như nào, bất hạnh ra sao, hoặc bạn thành công như thế nào, quá khứ đã qua và hiện tại là tương lai kéo dài. Nếu bạn tập trung vào quá khứ, bạn không thể nào sống được trong hiện tại, không thể nào phát triển được tương lai. Chúng ta hãy lấy quá khứ làm điểm tựa, làm cầu nối để phát triển tương lai. Nếu bạn đắm chìm quá trong những bất hạnh, đau khổ trong quá khứ, hoặc là những cái gì thành công lớn ở trong quá khứ, bạn không thể dứt ra được, bạn không thể bước tiếp được. Điều này cực kỳ nguy hiểm và cuộc đời sẽ giam cầm bạn lại trong cái cánh cửa của quá khứ. Bạn không thể sống tiếp được. Quá khứ dù ra sao đã là quá khứ, chúng ta phải biết quên đi, tạm bỏ đi, chúng ta xây dựng hiện tại nó tốt hơn. Và luôn luôn theo đuổi, luôn luôn phát triển. Đây mới là điều cần thiết ở hiện tại và tương lai.
Thói quen thứ 10 khiến 90% dân số thế giới luôn luôn đói nghèo, đó chính là tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch về chi tiêu, về tiết kiệm, về đầu tư. Điều này nó dẫn tới hàng loạt các vấn đề trong cuộc sống khác. Nó giống như quân domino làm đổ tất cả những thứ xung quanh. Về tình cảm, về mối quan hệ, về cuộc sống, về mục tiêu cuộc đời của bạn. 99% cái vấn đề trong xã hội này giải quyết bằng tiền, các bạn nên nhớ vậy. 1% bằng quyền lực và địa vị. Nên dù sao chúng ta phải có ý thức để tiết kiệm chi tiêu một cách là chuẩn nhất, để chúng ta có thể là tự lực cánh sinh được, để chúng ta không phải nhìn sắc mặt người khác để sống được, để chúng ta có thể là mua những thứ chúng ta muốn. Thói quen 11 cực kỳ nguy hiểm nhưng ít ai để ý, đó chính là chúng ta luôn so sánh mình với người khác, ganh tị ghen ghét người khác. Và nếu chúng ta luôn luôn làm như vậy thì chúng ta chỉ có thụt lùi hơn so với họ thôi. Càng tức giận hơn thôi, càng tiêu cực hơn thôi, càng chống đối hơn thôi. Chúng ta so sánh mình với người khác. Cao không được, thấp không được, bằng cũng không được. Luôn luôn có sự ghen ghét và đố kỵ. Cao quá thì mình tự ti, thấp quá thì mình kiêu ngạo, bằng quá thì mình có thể không tôn trọng. Và khi nào bạn từ bỏ được cái thói quen so sánh với người khác, bạn quay lại chính với cuộc sống của mình, công việc của mình, phát triển chính mình, thì lúc đó cuộc sống của bạn hoàn toàn thay đổi. Bạn sẽ phát triển một cách là mạnh mẽ, vượt bậc, mà người khác nhìn vào bạn chỉ biết là ngưỡng mộ. Thói quen thứ 12 khiến chúng ta sau nhiều năm, 10 năm, 20 năm chúng ta không có thành quả gì lớn lao, đó chính là đứng núi này, trông núi nọ. Chúng ta làm công việc của mình nhưng chúng ta không tập trung, chúng ta phải nhìn người khác xem họ là như thế nào để chúng ta nhảy sang. Chúng ta nhảy sang nó khó quá, chúng ta lại nhảy tiếp, khó quá lại nhảy tiếp. Nhảy, nhìn liên tục. Và mệt mỏi quá chúng ta buông xuôi chán nản. Khi bạn tập trung, khi bạn kiên định, khi bạn có mục tiêu của mình, hãy tập trung một cách nhất quán và cao độ, chắc chắn bạn đạt được thành công lớn. Thói quen thứ 13 khiến chúng ta luôn luôn trì hoãn, đó chính là chúng ta không làm ngay. Chúng ta có một ý tưởng, chúng ta có một kế hoạch, có một mục tiêu rồi, nhưng chúng ta cứ phải đợi nó hoàn hảo, đúng không ạ? Đợi nó đủ điều kiện, hoặc đợi lúc nào mình thích làm, đúng không ạ? Hoặc đợi người khác giục thì chúng ta mới làm. Chúng ta không làm ngay thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cái thời gian tốt, bỏ lỡ cơ hội nắm bắt được, bỏ lỡ những cái khoảnh khắc mà đáng lẽ ra đẹp nhất chúng ta phải làm công việc. Khi các bạn có một kế hoạch, mục tiêu rồi chúng ta làm ngay ấy, thì sau này cái công việc của mình rất là trôi chảy. Một cái để giúp tất cả những người thành công họ đi lên, họ tiếp tục phát triển, đó chính là sự hành động. Hành động ngay có thể là giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Nó dẫn đến sự giàu có, dẫn đến sự hạnh phúc, dẫn đến sự vui vẻ, dẫn đến sự rủng rỉnh về tiền bạc. Hãy tin điều này. Thói quen thứ 14 đó chính là chúng ta không biết từ chối, không biết nói không với những gì cướp mất thời gian của mình, cướp mất tiền bạc của mình, cơ hội của mình. Để tập trung, chúng ta không những phải nói có với những việc mình làm, mà phải biết nói không đối với những gì cướp mất sự tập trung của mình. Chúng ta đôi khi cản nề quá thì chúng ta sẽ bị ôm đồm rất là nhiều việc, và chúng ta không tập trung vào những điều quan trọng nhất. Cuộc sống được tạo nên bởi những điều quan trọng, chứ không phải những điều bạn làm. Thói quen cuối cùng hủy hoại chúng ta đó chính là chúng ta buông bỏ cơ thể của mình. Chúng ta đôi khi không trân trọng bản thân mình, không yêu thương bản thân mình. Muốn giúp người khác, muốn đứng trên người khác thì bản thân mình phải mạnh mẽ, phải tốt đã. Mình phải đứng lên trên đã thì mình mới giang đôi tay kéo người khác lên được. Phải biết trân trọng mình, yêu thương bản thân mình. Muốn giúp người khác mình phải mạnh mẽ, mình phải bảo vệ mình trước. Vừa trên đây là 15 thói quen mà nó vô hình, chúng ta không để ý, nó hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể làm những việc rất là tốt rồi, nhưng chúng ta phải biết buông bỏ những cái thứ xấu đi. Không thì nó sẽ ăn mòn những cái tốt khác, và nó khiến cuộc đời của chúng ta luôn dậm chân tại chỗ và thụt lùi. Hy vọng chúng ta ý thức được những điều này để chúng ta chỉnh sửa dần dần từng bước một. Không thể sửa ngay được. Cuộc đời của chúng ta là những cái gì nó được bồi đắp, và những cái gì ta phải cắt gọt, buông bỏ bớt dần đi thì nó mới hoàn thiện được. Chứ chúng ta không biết buông bỏ, không biết cắt gọt, không biết gọt rũa nó đi thì chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là một cái đống rác,
không biết lựa chọn, không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu cả. Chúc các bạn luôn luôn thành công và giàu có. Xin chào, hẹn gặp lại. Domino lại. Dù không ai có thể lùi thời gian để tạo nên khởi đầu mới mẻ, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay bây giờ để tạo nên một kết thúc hoàn toàn mới.